Thưa quý vị, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu từ nay tới ngày 30 tháng 4, Thành phố Hồ Chí Minh phải làm chuyển biến về căn bản đối với nhà vệ sinh công cộng, làm sao để mỗi ngày tốt hơn, tuyệt đối không được xấu đi. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại thì một số nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố thì vẫn trong tình trạng là cửa đóng then cài và xuống cấp chưa được cải thiện. Khu vực trạm xe buýt Bến Thành quận 1 được đặt tại 2 điểm với 4 nhà vệ sinh. Tuy nhiên, có 3 trên 4 cái đã bị hư hỏng sau 4 năm đưa vào hoạt động. Bên trong, các thiết bị như máy sấy tay, vòi xịt rửa tự động, hệ thống cảm biến đóng cửa tự động đều đã hư hỏng xuống cấp. Rồi cái đường ống ở trong á, nhiều khi nó nghịch nó bẻ, nước chảy tào lưa. Tụi chú phải bỏ tiền ra gắn lại, mua mấy chục ngàn chứ đâu lẽ mỗi cái chạy kêu trung tâm báo có mấy chục ngàn à, anh em hùng lại mua gắn cho đừng cho nó chảy nước. Nhiều khi người ta chột bụng này nọ kia thôi nó ráng với cắn bụng cho đi, người chú bây giờ nói thiệt chú muốn đi chú không dám đi nữa. Có khi vừa có nhiều người ta đi bừa bãi với thậm chí cái khẩu trang văng với cái toilet luôn. Tại các tuyến đường sầm uất như đường Bùi Viện, nhà thờ Đức Bà, phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên Bạch Đằng đều vắng bóng nhà vệ sinh công cộng. Đúng rồi, thiếu cần đi là phải tìm khó khăn lắm, đi hoài mới tìm được một cái hoặc là phải đi nhờ đâu đó. Đúng rồi, phải lên làm nhiều nhà vệ sinh hơn và cần phải có những người làm sao mà chuyên phụ trách nhà vệ sinh để cho nó được giữ sạch sẽ. Thành phố Hồ Chí Minh từng có đề án xây dựng 1.000 nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn nhằm phục vụ người dân và du khách. Tuy nhiên, phương án này vẫn chỉ dừng lại ở mức thí điểm với lý do không có đất để xây dựng.